Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh Phong Thủy May Mắn. Tôi là Như Quỳnh, trợ lý của thầy Gia Cát. Quý anh chị thân mến, thời gian vừa qua có rất nhiều câu hỏi được gửi về cho Phong Thủy May Mắn, đặc biệt là những câu hỏi của các gia chủ tuổi Canh Dần sinh năm 1950 về cát hung vận khí từng hướng và phương pháp chấn hưng trạch đất cho từng hướng nhà như thế nào để đón được may mắn tài lộc, mang lại bình an cho gia chủ. Hiểu được những lo lắng quan tâm của quý anh chị, ngày hôm nay chúng tôi đã làm một video về cát hung vận khí từng hướng đối với tuổi Canh Dần sinh năm 1950 và phương pháp chấn hưng trạch đất cho từng hướng nhà để quý gia chủ có thể tham khảo và chấn trạch cho ngôi nhà của mình hiệu quả nhất. Như quý vị đã biết, khi xây dựng mới hoặc phân tích chi tiết một căn nhà đã xây xong, các phong thủy sư hay là thầy phong thủy cần tìm hiểu phân tích hình thế của con sông, dãy núi, con đường, kiến trúc, địa hình, thế đất xung quanh đó để biết được sự tác động tốt xấu của nó tới căn nhà đang chuẩn bị xây dựng hoặc căn nhà bạn đang sinh sống. Việc khảo sát như vậy là cần thiết đối với tất cả mọi căn nhà cũng như là để các phong thủy sư thu thập tư liệu trước khi đưa ra những lời tư vấn hỗ trợ hợp lý cho gia chủ. Đối với những trường phái khác nhau sẽ có những cách phân tích khác nhau, nhưng vô hình chung cần tuân theo những quy chuẩn chung trong phong thủy gọi là các thế sát loan đầu. Ngoài các nguyên tắc chung về hình thế loan đầu thì còn một phần khác cần xét tới khi các phong thủy sư phân tích cách cục căn nhà của bạn, đó là phần lý khí. Khí trong phong thủy là cốt lõi nguyên lý và hoạt động của vạn vật, bởi khí là nguyên bản của vạn vật. Khí thông thường là một loại vật chất vô cùng nhỏ bé, là nguồn gốc cấu thành vạn vật trên thế giới. Theo như cách giải thích của các nhà tư tưởng duy vật cổ đại, không gian vũ trụ có khí trước rồi mới có vạn vật. Vương Xung thời Đông Hán trong cuốn sách Luận Hành Tự Nhiên Thiên có viết rằng: "Thiên địa hợp khí vạn vật tự sinh", có nghĩa là trời đất hợp khí vạn vật tự sinh. Còn trong sách Tế Thế Thiên lại viết: "Vạn vật chi sinh cầu đạt nhất khí", có nghĩa là khí chi bạc ác vạn vật nhược nhất, có nghĩa vạn vật được sinh ra chỉ cùng một từ thể khí. Các thầy sẽ dựa vào lý thuyết âm dương ngũ hành bát quái tinh tượng làm cơ sở luận đoán đưa ra ý kiến của mình về thông tin trạch đất. Khi kết hợp với cả hai thông tin trên, các phong thủy sư sẽ đưa ra thông tin chính xác nhất về trạch đất nhà bạn, cũng như đưa ra các phương án hỗ trợ tốt nhất về phương án xây dựng cũng như tu tạo sửa chữa cho căn nhà của mình. Đối với những căn nhà có thông tin xấu phải chịu các rung sát xung quanh, các hướng nhà không hợp với tuổi của gia chủ, sẽ cần có phương án chấn hưng trạch đất hay còn gọi là chấn trạch hợp lý để phù long tương chủ, giữ vững chân long đảm bảo cho căn nhà được bảo hộ, đồng thời giúp những thành viên sống trong căn nhà đó có được sức khỏe an lành, gặp thuận lợi trong công việc, học tập và đời sống hàng ngày, gia đạo an lành, thịnh vượng, phát triển hơn. Sau đây sẽ là chia sẻ của thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt về vấn đề chấn trạch cho căn nhà đã và đang xây dựng hoặc tiến hành vào ở cho gia chủ tuổi Canh Dần sinh năm 1950. Đối với nam mạng Canh Dần sinh năm 1950 là cung khôn thuộc Tây Tứ Mệnh, người mệnh khôn thổ bốn hướng tốt là Tây Nam Phục Vị, Tây Thiên Y, hướng Tây Bắc Diên Niên, Đông Bắc Sinh Khí. Còn bốn hướng xấu đó là Đông Họa Hại, Bắc Tuyệt Mệnh, Nam Lục Sát, Đông Nam Ngũ Quỷ. Tiếp ngay sau đây, chúng tôi sẽ cùng quý anh chị đi vào phân tích chi tiết về 8 hướng nhà kết hợp với gia chủ tuổi Canh Dần sinh năm 1950 để có phương án hóa giải hợp lý cho từng hướng nhà. Hướng Đông gồm 3 sơn, giáp, mão, ất, có giải độ số theo La Kinh từ 67,5 đến 112,5 độ. Tuổi Canh Dần sinh năm 1950, nam mạng xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này phạm họa hại thuộc Đông Tứ Trạch nên không hợp hướng, mà họa hại là sao lộc tồn thuộc thổ hướng Tây Nam tượng quái là khôn, chủ bị tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản trí, cô độc kéo khổ nên xấu vô cùng. Theo cửu cung phi tinh đồ, năm nay sao ngũ hoàng đáo về phương vị này, sau này chủ bị thị phi gặp nạn mất máu, bệnh tật, tai ách cũng như sức khỏe có ảnh hưởng không tốt tới gia đạo, nhất là những gia chủ đang theo đường quan vận thì sẽ càng cần đặc biệt chú ý. Nếu muốn xây dựng, tu tạo hay đang sinh hoạt trong những căn nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Nếu vì lý do nào đó gia chủ vẫn quyết định xây dựng, sửa chữa hoặc ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải là chấn trạch trước khi xây nhà để làm vững chân long, gia chung hòa hợp, tăng cường sức khỏe. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt, Phong thủy May Mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Phương án thứ nhất, nếu có điều kiện nên bán đi, mua ở nơi khác cắt lành hợp hướng với mình hơn. Kèm với đó là sự bố trí sắp xếp hợp lý về cả phong thủy và kiến trúc sẽ khiến cho gia đình hưng thịnh, gia đạo yên vui. Còn phương án thứ hai đó là sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long tương chủ, phù long bổ sơn kết hợp với thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia Phong thủy May Mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa gặp phải. Đối với gia đình theo đường quan vận thì bộ chấn trạch được sử dụng sẽ là bộ chấn trạch kim quy chấn sát ấp long
năng vượng địa, hóa giải xung sát và hợp gia đạo. Phương pháp chấm trạch này giúp trạch đất được bình an, mạch khí bền vững, hóa giải sát khí, âm khí, giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng khi các công trình lân cận tu tạo, xây mới nhà cửa, tăng phúc tài lộc thọ cho người cư trú. Bộ chấn trạch là sự kết hợp của bốn linh vật kim quy chấn tại tứ chấn của trạch đất nhà bạn, muốn xây dựng hoặc là căn nhà đang ở, tạo sự vững vàng cho chân long nhà bạn, giúp phù long tương chủ bổ sơn. Cùng với đó là sự kết hợp với một long quy tại chính giữa để tạo thành bộ ngũ phúc hay còn gọi là ngũ phúc lâm môn, gồm có tài lộc, sức khỏe, quý nhân, gia đạo, thọ niên. Kim quy là một trong bốn tứ linh long ly quy phụng mang. Đây là bốn linh vật có sức mạnh phi thường, tượng trưng cho trời đất, có ý nghĩa lớn trong phong thủy. Kim quy là biểu tượng của sự thanh cao, thoát tục, trường thọ, là món quà của sự bách niên giai lão. Theo truyền thuyết thì long sinh chín cửu phẩm, đó là 9 đứa con, mỗi phẩm là một tính cách khác nhau. Trong 9 con của rồng thì chỉ có con thứ tư tên là Bá Hạ thích mang vật nặng, ngoại hình giống con rùa, đầu thì giống rồng. Trong dân gian, các con rùa lớn linh thiêng được gọi là long quy. Trong truyền thuyết cổ của Trung Quốc có nói đến nữ oa nương nương dùng 4 chân của long quy để chống 4 góc trời bị cộng công khúc nghiêng lệch. Cũng vì long quy thích mang vật nặng, ngụ ý giúp con người chống lại sát khí, giảm tai họa, nên long quy thường dùng để chấn trạch hương gia, nó cũng đem lại phúc trạch giúp cuộc sống tốt hơn. Cùng với đó sẽ sử dụng khi làm ổ, đặt các linh vật xuống dưới sử dụng đá thạch anh phù hợp với từng phương vị để trải ổ cho linh vật, có tác dụng kích bổ khí, vượng khí, cát khí cho trạch đất. Đặc biệt, các linh vật khi sử dụng để chấn trạch, các thầy trong Hiệp hội Tâm linh Việt hỗ trợ bang sái, tẩy uế, nạp cốt, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ và văn lễ nghi thức đầy đủ để gia chủ tiến hành chấn trạch cho trạch đất nhà mình. Đối với những gia đình kinh doanh, buôn bán hoặc xây dựng để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ chấn trạch được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ chấn trạch kim quy, chấn giữ tài lộc, kỵ tà hóa sát, hóa giải thị phi, chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Bộ chấn trạch này về cơ bản sẽ đầy đủ như bộ chấn trạch kim quy, chấn sát, kỵ hung, hóa giải thị phi, hòa hợp gia đạo và sẽ thay linh vật long quy tại chính giữa trạch đất bằng một tụ bảo tài. Trong phong thủy, kích hoạt tài lộc hay là yếu tố tụ tài tăng cường khát khí, vượng khí cùng với hóa giải sát khí là được ưu tiên. Trong dân gian thường sử dụng pháp khí là tụ bảo tài trong việc tích trữ, lưu trữ tài lộc trong nhà, cơ quan hay là để chấn sát trong những trường hợp cửa chính thông với cửa ban công ở nhà chung cư, cửa chính thông với cửa phụ hoặc những gia đình làm ra nhiều của cải nhưng không có sự tích trữ thì việc dùng tụ bảo tài rất tốt. Tụ bảo tài được chế tác từ bạch ngọc có tính dương khí cực mạnh, ngoài việc chấn giữ ra còn có tác dụng chiêu hút tăng cường thêm tài lộc trong gia đình. Bên cạnh tụ bảo tài sử dụng quai bằng đồng vàng có tượng là hổ phù, có tác dụng chấn sát cho việc ngăn cản kẻ tiểu nhân quấy phá hoặc những người có ý định muốn thu cướp chiếm giữ chiếm đoạt tài sản của gia chủ. Ngoài ra, hình mây tứ phát là những hình tượng trong đạo Phật cũng như trong phong thủy. Ở bên dưới của tụ bảo tài có tác dụng kỵ tà hóa sát. Hướng đông nam gồm ba sơn thìn tố tỵ có giải độ số theo La Kinh từ 112,5 đến 157,5 độ. Tuổi Canh Dần sinh năm 1950, nam mệnh xây nhà hoặc ở trong căn nhà có hướng này thuộc đông tứ trạch nên không hợp hướng bị phạm ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tự quái là ly. Chủ để nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Nếu điều kiện không cho phép mà bắt buộc bạn cần xây dựng, tu sửa hoặc ở trong nhà hướng này, cần có phương án tối ưu chấn trạch để vượng long phù sơn mang lại bình an, may mắn cũng như tài lộc cho gia đạo nhà mình. Đối với gia đình theo đường quan vận thì bộ chấn trạch được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ chấn trạch kim quy, chấn sát, kỵ hung, hóa giải thị phi, hòa hợp gia đạo. Đối với những gia đình kinh doanh buôn bán hoặc xây dựng để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ chấn trạch được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ chấn trạch kim quy, chấn giữ tài lộc, kỵ tà hóa sát, hóa giải thị phi, chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Hướng bắc gồm ba sơn nhâm tý quý có giải độ số theo La Kinh từ 337,5 đến 22,5 độ. Với nam mạng Canh Dần sinh năm 1950 xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này thuộc đông tứ trạch không hợp hướng bị phạm tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim, tượng quái là đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con gái kém cỏi. Đặt cửa giường ở đây sẽ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Hơn nữa nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Cùng với đó theo huyền không phê tinh năm nay, sao tam bích chủ về kiện tụng thị phi tranh chấp trộm cướp sẽ đáo tới phương vị này nên cần đặc biệt chú ý. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà kém hoặc xấu sẽ dẫn tới nguy hại với những người sinh sống làm việc trong căn nhà đó. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, Phong thủy may mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau.
Phương án thứ nhất, nếu có điều kiện nên bán đi, mua ở nơi khác cắt lành hợp hướng với mình hơn, kèm với đó là sự bố trí sắp xếp hợp lý cả về phong thủy và kiến trúc, khiến cho gia đình hưng thịnh, gia đạo yên vui. Còn phương án thứ hai đó là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long tương chủ, phù long bổ sơn kết hợp với thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa gặp phải. Trong trường hợp này, đối với gia đình theo đường quan vận thì bộ trấn trạch được sử dụng sẽ là bộ trấn trạch kim quy trấn sát kỵ hung, hóa giải thị phi, hòa hợp gia đạo. Đối với những gia đình kinh doanh, buôn bán hoặc xây dựng để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ trấn trạch trong trường hợp này là bộ trấn trạch kim quy trấn giữ tài lộc, kỵ tà hóa sát, hóa giải thị phi, chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Thứ tư là hướng Tây Nam gồm ba sơn mùi khôn thân có giải độ số từ 202,5 đến 247,5 độ. Đối với tuổi Canh Dần sinh năm 1950, nam mạng xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc Tây Tứ Trạch hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi, phục vị là sao tảo bổ thuộc mộc hướng Đông Nam tượng với là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, chị ra trước sửa mấy bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Tiếp theo là hướng Đông Bắc gồm 3 sơn Sửu Cấn Dần có giải độ số theo La Kinh từ 22,5 đến 67,5 độ. Canh Dần sinh năm 1950, nam mệnh khi xây nhà và ở hướng này thuộc Tây Tứ Trạch hợp hướng được sinh khí rất cát lành vì sinh khí tượng là sao tham lam thuộc mộc hướng Đông, tượng quái là trấn, chủ ý nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Còn hướng Tây Bắc gồm 3 sơn Tuất Càn Hợi có giải độ số theo La Kinh từ 292,5 đến 337,5 độ. Nam mệnh tuổi Canh Dần sinh năm 1950 khi xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc Tây Tứ Trạch hợp hướng được diên niên là sao bố cục thuộc kim hướng Tây Bắc tự với là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Hướng Tây gồm 3 sơn Canh Dậu Tân sẽ có giải độ số từ 247,5 đến 292,5 độ. Tuổi Canh Dần sinh năm 1950, nam mệnh khi xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc Tây Tứ Trạch nên hợp hướng được thiên y, thuộc sao cự môn thổ hướng Đông Bắc tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách quan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Do bốn hướng nhà này hợp với tuổi của trạch chủ nên theo lưu niên từng năm khi có các sao tốt đáo tới thì sẽ tốt, cát lành, bình an, phát triển thuận lợi nhanh chóng. Nếu những hướng này xấu thì hợp với cái xấu, khiến gia đạo không bình an, hung họa khôn lường, nhẹ thì thị phi bùa vây, nặng thì sẽ gặp nạn mất máu, tổn thất nhân đinh. Vì vậy, với hướng nhà hợp với tuổi của gia chủ, thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt đưa ra phương án tối ưu cho gia chủ là sẽ sử dụng bộ trấn trạch hoa mai, trấn sát, kỵ tà, chiêu tài, nạp phúc. Bộ trấn trạch này sẽ tiến hành trấn trạch sau khi đổ móng và chuẩn bị lên cột, ở dưới chân của các cột trụ lớn trong căn nhà đang xây dựng. Kết hợp với đó là sử dụng thêm phần gạo vàng thần tài để trải ổ cho hoa mai, sẽ tạo thành trận đồ bao bọc xung quanh căn nhà của mình, có tác dụng trấn sát, kỵ tà, hóa giải thị phi, chiêu cát khí, vượng khí cho căn nhà của bạn. Từ xa xưa, hoa mai là biểu tượng cho ngày Tết, biểu trưng cho sự ấm no, hạnh phúc, viên mãn, tràn đầy của gia đình người Việt. Được chế tác từ đồng đỏ nguyên chất và mạ vàng 18K bên ngoài, đã được sự hỗ trợ của thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt hỗ trợ bao sái, tẩy uế, nạp cốt, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ để vật phẩm mang trong mình phần linh lực mạnh mẽ. Đồng tiền hoa mai hay còn gọi là hoa mai kim tiền có công dụng rất phổ biến là giải trừ tiểu nhân, tránh thị phi. Ngoài ra, tiền hoa mai còn mang một số ý nghĩa đặc biệt, đó là mai hoa kim tiền là đồng tiền bằng đồng hình hoa mai năm cánh. Một mặt chạm ngũ tự gồm thọ, sống lâu, mệnh, số mạng, phú, giàu có, quý, thăng tiến và trường là lâu dài trên mỗi cánh hoa. Mặt hình đĩnh tiền vàng tượng trưng cho mong cầu vinh hoa phú quý, tài lộc sum vầy, gia đạo bình an. Con rơi trong phong thủy được gọi là phúc tinh, tượng trưng mong cầu về phúc phần gia đạo, giúp gia đạo an khang, gia đình hạnh phúc. Con hươu hay còn có tên gọi khác đó là lộc thần, là linh vật mang tới tài lộc, sức khỏe và sự thịnh vượng. Chim khách là linh vật tượng trưng cho quý nhân, ẩn ý mong cầu sẽ có quý nhân tương trợ giúp đỡ cho mình. Quả đào là biểu tượng cho sự trường thọ, sức khỏe trong phong thủy, thể hiện sự mong cầu may mắn về sức khỏe cho gia chủ và gia đình luôn viên mãn.
Hướng cuối cùng đối với nam mệnh đó là hướng nam, gồm ba sơn bính ngọ đinh, có giải độ số từ 157,5 đến 202,5 độ. Người tuổi Canh Dần sinh năm 1950, nam mệnh khi xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc đông tứ trạch, không hợp hướng phạm lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tự quái là khảm, chủ về thị phi, khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, khiến cho tài vận đi xuống. Cùng với đó, theo cửu cung phi tinh đồ, năm nay sao nhị hắc bệnh phù đáo về phương vị này, sau này chủ về thị phi gặp nạn mất máu, bệnh tật tai ách cũng như sức khỏe, ảnh hưởng không tốt tới gia đạo. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà kém hoặc xấu, sẽ dẫn tới nguy hại với những người sinh sống làm việc trong căn nhà đó, nhất là những gia chủ đang theo đường quan vận thì sẽ càng cần đặc biệt chú ý. Nếu muốn xây dựng tu tạo hay đang sinh hoạt trong những căn nhà hướng này, cần hết sức lưu ý đề phòng. Nếu vì lý do nào đó gia chủ vẫn quyết định xây dựng, sửa chữa và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải, đó là chấn trạch trước khi xây nhà để làm vững chân long, gia chung hòa hợp, tăng cường sức khỏe. Được sự hỗ trợ tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, Phong thủy may mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Phương án thứ nhất, nếu có điều kiện nên bán đi, mua ở nơi khác cắt lành hợp hướng với mình hơn, kèm với đó là sự bố trí sắp xếp hợp lý cả về phong thủy và kiến trúc, khiến gia đình hưng thịnh, gia đạo an vui. Phương án thứ hai, đó là sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long tương chủ phù long bổ sơn, kết hợp với thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn, sẽ hóa giải được phần nào những hung họa gặp phải. Trong trường hợp này, đối với gia đình theo đường quan vận thì bộ chấn trạch được sử dụng sẽ là bộ chấn trạch kim quy chấn sát kỵ hung, hóa giải thị phi, hòa hợp gia đạo. Đối với những gia đình kinh doanh buôn bán hoặc xây dựng để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ chấn trạch được sử dụng sẽ là bộ chấn trạch kim quy chấn giữ tài lộc, kỵ tà hóa sát, hóa giải thị phi, chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Đối với nữ mạng Canh Dần sinh năm 1950 sẽ là cung khảm thuộc đông tứ mệnh, người mệnh khảm thủy có bốn hướng tốt, đó là bắc phục vị, đông thiên y, nam diên niên, đông nam sinh khí, và sẽ cần tránh bốn hướng xấu, đó là tây họa hại, tây nam tuyệt mệnh, tây bắc lục sát và đông bắc là ngũ quỷ. Hãy cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu về cách thức chấn trạch cho toàn bộ các hướng cho nữ gia chủ Canh Dần sinh năm 1950. Đầu tiên là đông bắc gồm ba sơn sửu cấn dần, có giải độ số từ 22,5 đến 67,5 độ. Nếu mệnh tuổi Canh Dần sinh 1950, xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này thuộc tây tứ trạch, không hợp hướng phạm ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa, tự quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà kém hoặc xấu, sẽ dẫn tới nguy hại với những người sinh sống làm việc trong căn nhà đó. Hơn nữa, nếu xây dựng hoặc tu tạo bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Hướng tây thì sẽ gồm ba sơn, đó là Canh, Dậu, Tân, có giải độ số từ 247,5 đến 292,5 độ. Tuổi Canh Dần sinh năm 1950, nữ mệnh khi xây nhà và ở hướng này thuộc tây tứ trạch, không hợp hướng phạm họa hại, mà họa hại là sao lộc tồn thuộc thổ, hướng tây nam, tự quái là khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc, nghèo khổ. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà kém hoặc xấu, sẽ dẫn tới nguy hại với những người sinh sống và làm việc trong căn nhà đó. Hướng tây bắc bao gồm ba sơn tuất càn hợi, có giải độ số từ 292,5 đến 337,5 độ. Tuổi Canh Dần sinh năm 1950, nữ mạng xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này thuộc tây tứ trạch, không hợp hướng phạm lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tự quái là khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà hoặc bố trí phong thủy trong nhà không được đắp, phạm phải nhiều phần nội sát hoặc xấu, sẽ dẫn tới nguy hại với những người sinh sống làm việc trong căn nhà đó. Hơn nữa, nếu xây dựng hoặc tu tạo bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Hướng tây nam bao gồm ba sơn, đó là mùi, khôn, thân, có giải độ số theo la kinh từ 202,5 đến 247,5 độ. Nếu mệnh tuổi Canh Dần sinh 1950, xây nhà hoặc sinh hoạt trong căn nhà hướng này thuộc tây tứ trạch, không hợp hướng phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim, tự quái là đoài, chủ về xung đột, khó khăn, tai nạn, bệnh tật, con cái kém cỏi, đặt cửa giường ở đây có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà hoặc bố trí phong thủy trong nhà không được đắp, phạm phải nhiều phần nội sát hoặc xấu, sẽ dẫn tới nguy hại với những người sinh sống làm việc trong căn nhà đó. Hơn nữa, nếu xây dựng hoặc tu tạo bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Với sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, Phong thủy may mắn sẽ đưa ra các phương án tối ưu nhất đối với bốn hướng nhà, ngũ quỷ, họa hại, lục sát và tuyệt mệnh này như sau.
Phương án thứ nhất, nếu có điều kiện nên bán đi mua ở nơi khác cắt lành hợp hướng với mình hơn. Kèm với đó là sự bố trí sắp xếp hợp lý cả về phong thủy và kiến trúc khiến cho gia đình hưng thịnh, gia đạo yên vui. Còn phương án thứ hai đó là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long tương chủ, phù long bổ sơn kết hợp với thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn sẽ hóa giải được phần nào những hung họa gặp phải. Trong trường hợp này, đối với gia đình theo đường quan vận, bộ trấn trạch được sử dụng sẽ là bộ trấn trạch kim quy, trấn sát, kỵ hung, hóa giải thị phi, hòa hợp gia đạo. Đối với những gia đình kinh doanh buôn bán hoặc xây dựng để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ trấn trạch trong trường hợp này sẽ là bộ trấn trạch kim quy, trấn giữ tài lộc, kỵ tà, hóa sát, hóa giải thị phi, chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Tiếp theo là hướng nam bao gồm ba sơn, bính, ngọ, đinh. Hướng này có giải độ số theo la kinh từ 157,5 đến 202,5 độ. Đối với nữ mạng canh dần sinh 1950, xây nhà hoặc ở trên những căn nhà hướng tây bắc thuộc đông tứ trạch nên hợp hướng thuộc cung diên niên. Đây là sao vỗ quốc thuộc kim hướng tây bắc tượng với là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Sao vỗ khúc còn mang đặc tính của sao văn xương sẽ rất tốt nếu gia chủ kích hoạt được. Ngoài ra theo cửu cung phi tinh đồ năm nay, sao nhị hắc bệnh phù sẽ đáo về phương vị này. Sau này chủ về thị phi gặp nạn mất máu, bệnh tật tai ách cũng như sức khỏe có ảnh hưởng không tốt tới gia đạo. Hướng đông sẽ bao gồm ba sơn, giáp, mão, ất. Hướng này có giải độ số theo la kinh 67,5 đến 112,5 độ. Tuổi canh dần sinh 1950, xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng tây bắc thuộc đông tứ trạch nên hợp hướng được thiên y. Mặt thiên y thuộc sao cự môn thổ, hướng đông bắc tượng quý là cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Cùng với đó theo cửu cung phi tinh đồ, năm nay sao ngũ hoàng đại sát đáo về phương vị này. Sau này chủ về thị phi gặp nạn mất máu, bệnh tật tai ách cũng như sức khỏe có ảnh hưởng không tốt tới gia đạo. Tiếp theo là hướng bắc gồm ba sơn, nhâm, tý, quý, có giải độ số theo la kinh từ 337,5 đến 22,5 độ. Người tuổi canh dần sinh năm 1950, nữ mệnh, khi xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc đông tứ trạch hợp hướng được phục vị, mà phục vị là sao tả bồ thuộc mộc, hướng đông nam tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ. Thế nhưng theo cửu cung phi tinh đồ, năm nay sao tam bích sẽ đáo về phương vị này, chủ về thị phi có ảnh hưởng không tốt tới gia đạo, nhất là đối với những gia chủ đang theo đường quan vận cần đặc biệt chú ý. Và cuối cùng đó là hướng đông nam bao gồm ba sơn, thìn, tốn, tỵ, có giải độ số theo la kinh từ 112,5 đến 157,5 độ. Tuổi canh dần sinh năm 1950, nữ mạng ở trong căn nhà hướng này thuộc đông tứ trạch nên hợp hướng được sinh khí, vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc, hướng đông tượng với là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Do bốn hướng nhà này hợp với tuổi của trạch chủ nên theo lưu niên từng năm, khi có các sao tốt đáo tới thì sẽ tốt, cát lành, bình an, phát triển thuận lợi, nhanh chóng. Nếu những hướng này có xấu thì hợp với cái xấu, khiến gia đạo không bình an, hung họa khôn lường, nhẹ thì thị phi bùa vây, nặng thì sẽ gặp nạn mất máu, tổn thất nhân đình. Vì vậy, với những hướng nhà hợp với tuổi của gia chủ, thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt đưa ra phương án tối ưu cho gia chủ là sẽ sử dụng bộ trấn trạch hoa mai, trấn sát, kỵ tà, chiêu tài nạp phúc. Bộ trấn trạch này thì sẽ tiến hành trấn trạch sau khi đổ móng và chuẩn bị lên cột ở dưới chân của các cột trụ lớn trong căn nhà đang xây dựng. Kết hợp với đó là sẽ sử dụng thêm phần gạo vàng thần tài để trải ổ cho hoa mai, tạo thành trận đồ bao bọc xung quanh căn nhà của mình, có tác dụng trấn sát, kỵ tà, hóa giải thị phi, chiêu cát khí, vượng khí cho căn nhà của bạn. Vừa rồi, Phong thủy may mắn đã phân tích cát hung vận khí từng hướng đối với tuổi canh dần sinh năm 1950 và phương pháp chấn hưng trạch đất cho từng hướng nhà. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện như động thổ, tu tạo, sửa chữa, xe máy cưới hỏi, cũng như là những vấn đề liên quan tới phong thủy, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Quý anh chị cũng đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều thành công may mắn trong cuộc sống.